À, mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm chiếc vòng tay có dòng chữ thỏ bảy màu nhá. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm vòng tay. Hôm nay mình sẽ làm vòng tay có dòng chữ lọ leo nhé. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Chọn xong phần đầu tiên. Đây là phần đầu tiên của mình nhá. Mình ơi bật cái điện này lên cho máy chịu tối. Tiếp theo mình sẽ chọn màu cam. Đây là hai màu của mình khi đã xỏ xong. Đây là hai màu của mình khi đã xỏ xong nhé. Bây giờ mình sẽ xỏ thêm chữ vào.
vòng đã gần xong của mình rồi nha. Vòng của mình đã hoàn thành, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Các bạn ơi, video của mình đến đây là kết thúc, chiếc vòng của mình đã làm xong. Nếu các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký.